Sáng sớm thức dậy nè các bạn, thấy bầu trời nó không có trong xanh mà nó đục đục, nó cái màu là u ám như thế này, y chang giống như mùa đông vậy, nhưng mà vẫn có mặt trời. Đây là tình trạng cháy rừng ở bên Mỹ. Mấy hôm trước á, cháy che bít cái mặt trời luôn, không thấy mặt trời ở đâu hết. Kéo dài như vậy là 4 ngày các bạn. Sau đó thì gió thổi những cái khói này bay đi vào một cái tỉnh khác, thì bắt đầu mới xuất hiện mặt trời được 2 ngày. Thì hôm nay là cái luồng khói đó lại bay ngang qua cái nơi mình sinh sống và che mờ ánh sáng của mặt trời. Sẵn tiện mình quay lại để chia sẻ cho các bạn cùng xem là khi mặt trời bị những cái đám khói đen mờ mịt che phủ thì cái hình ảnh như thế nào. Đây chính là cái hình ảnh mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tạm biệt.